Lãnh lễ chư tôn đức nhược huynh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt đức tăng truyền trao tâm nguyên ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Nhược huynh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Dạ, hôm nay nhược huynh thấy có cô tu nữ tị duyên, cô có nghe được âm thanh nhược huynh không cô? Alo, cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Cha Ri thì ít có hy vọng cô được cầm mic. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Tâm Phương. Dạ, thấy Sita nhiệt tình mời cô, kính mời cô Tuệ Duyên cái không nghe luôn. Dạ, cô Tuệ Duyên có chiếc máy không ạ? À? Nếu có chiếc máy, dạ, mời cô Tuệ Duyên giơ tay nhé. Dạ, kính cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Chắc cô Tuệ Duyên không nghe được hay sao nhỉ? Không thấy tín hiệu. Dạ, không thấy tín hiệu của cô Tuệ Duyên. Chắc cô không, cô Tuệ Duyên không nghe được rồi. Vậy là Patana đang cầm cầm mic thì Patana xin được tiền phong kể trước đi. Không lắm mất chỉ sợ. Pandupala Suvasini Yama Purisa Pichatang Uttat. Đã xin xong rồi. Pandu pala sovadani si yama purisa pichatang upatita uyoga mukhe charita si pathayam pichatena vichati. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Bản dịch của ngài Minh Châu. Thân người chiếc lá úa tàn, hái đao diêm sứ hiện đang đón chờ. Tha nôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hở tư lương. Bản phổ thơ của ngài Rơi Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thà Gia Còn xin được xuống. À, mến mời xích Trạng Đông nhé. Alo, quý vị có nghe chưa ạ? Alo, à dạ, kính cảm ơn quý vị, kính cảm ơn huynh Pháp Tha Ná. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Pháp Tính, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Con kính đảnh lễ sư Pháp Tính, cô tu nữ Phúc Hành. Con kính đảnh lễ đạo tràng, kính chào đạo tràng, kính quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 235. Bằng đúng ba la sô quá đà ní xí giá ma bú rí xà bí chá tăng ú báp thí tà quý vô gá mú khề chá tích tha xí bà thầy dâm bí chá tề na quýt chá tí. Bằng đú ba la sô quá đà ní xí
Yamaburisa pi cha tầng u bát thi tà quý dù ga mũ khề cha tích tha sĩ bà thầy dầm tí cha tề na quýt cha tí tầng đu bá là sồ quá đà ní xí Yamaburisa pi cha tầng u bát thi tà quý vô gá mu khề cha tức tha xí bà thầy dầm tí cha tề na quýt cha tí người này giống lá héo diêm sứ đang chờ ngươi ngươi đứng trước cửa chết đường trường thiếu tư lương bàn rú ba la sồ quá đà lý xí Yamaburisa pi cha tằng u bát thí tà quý dù gá mú khề cha tức tha xí bà thầy dầm pí cha tề na quýt cha tí thân người chiếc lá ú tàn hái đao diêm sứ hiện đang đón chờ than ôi cái chết đến giờ đường xa chẳng có dự hờ tư lương bản dịch của hòa thượng Giới Đức kính mời chị Trần Đạo. Dạ, nam mô Bức Thầy giả, nam mô Tâm Ma giả, nam mô Sơn Kha giả. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Thạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Minh Thạnh, Đại Đức Pháp Tính. Kính chào cô, kính lễ cô Tư Nữ Tự Nhiên, cô Tư Nữ Tâm Ma Cha Rí. Dạ, cảm ơn sếp Ái Minh, vị Đảng Đông. Chị Nhật Quỳnh, chị Phi Nhung cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh thất cố số 235 ạ. Bằng đuôn ba la sô và đa ni si Giá mốc phu đi xa vi Chà tăng u ba thiên ta U ra mô khê chà tích tha si Ba thầy dâm vi chà tê na viết cha thi đô pa la so và đa ni si cha ma pu ri sa bi cha tăng bu u ba thi pa ut yo ga mu khe cha ti tha si ba thầy dâm bi cha tê na viết cha thi người này giống lá héo diêm sứ đang chờ ngươi ngươi đứng trước cửa chết đường trường thiếu tư lương đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu bằng đô ba la sô hòa đa ni si ya ma bô ri sa bi cha tăng u bát thi ta un yo ga mu khe cha ti tha si ba thầy dâm bi cha tê na viết cha ti thân người chiếc lá ú tàn hái đao diêm sứ hiện đang đón chờ than ôi cái chết đến giờ đường xa chẳng có giữ hồi tư hương đó là khổ thơ của hòa thượng Giới Đức và con đã kể xong rồi xin gửi mất lại cho Sít Ai Minh. Yeah, sa thứ lành thay, cảm ơn chị Trần Đạo. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ và Ái Minh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn quý chị đã cho em biết được tín hiệu là nghe rõ. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 235. Cảm ơn Vinh Trưởng ạ. Bành đu ba la so wa da ni si ya ma bu ri sa bi cha te u pa thi ta Tuy yo ga mu khe cha tít tha si Bà thầy dầm bi cha te na wi cha tí Bành đu ba la so wa da ni si ya ma bu ri sa bi cha te u pa thi ta
Uyo Gamukhe Chattisasi Bà Thầy Dầm Bí Chate Na Quýt Chati Bình Đủ Ba La Sô Vá Đa Ni Si Chà Ma Bù Si Yama puri sapi jate upatita Viyo ammukhe jate thasi Pathayambi jate navichate Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương, bản dịch của Hài Thượng Minh Châu. Bandu bala so wadani si yamai buri sadi chate upatita viyo gamu ke chate thasi ba thay yam di chate na vi chate Bandu bala so wadani si yamai buri sadi chate upatita Uy yô ga mu khê cha tít tha sĩ bà thầy dầm bi cha tề na vi cha tí. Thân người chiếc lá úa tàn, hái đao diêm sứ hiện đang đón chờ. Than ôi, cái chết đến giờ, đường xa chẳng có chịu hờ tư lương. Hổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, em trả bài xong rồi, em kính mời chị Tâm Phương tiếp theo ạ. Em kính mời chị. Alo alo, 1 2 3 4. Đường truyền của Tự Dương hôm nay nó bị sao, nghe nó giật 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 hoài. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tịnh Đà cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết nghe rõ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc và kể câu pháp cú số 235. Bành đú bá la sô quá đà ní xí Yama purisa bí chắc tăng úp bát thí tà Ây dù gá múc khề giá tích thác xí bà thầy dầm biết chắc tề na quýt chá thí bần đu ba la sô wa đa ni si dạ ma bu ri sa bi cha tăng u ba thi ta ai yo ga mu khe cha tịnh tha si Bà thầy dâm bi cha tê na quy cha ti Bần đu ba la sô wa đa ni si Dạ ma bu ri sa bi cha tăng u ba thi ta Ây yô ga mu khe cha tê tha si ba thầy dâm bi cha tề na quỳ cha ti người này giống lá héo diêm sứ đang chờ ngươi ngươi đứng trước cửa chết đường trường thiếu tư lương và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thân người chiếc lá úa tàn, hái đao diêm sứ hiện đang đón chờ. Than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Và phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và tự nhiên thấy tín hiệu của chị Lập Lê. Dạ, kính mời chị. Dạ, kính cảm ơn cô Tự Duyên. Dạ,
Dạ con Lạc Lê, Pháp Danh Tâm Phương, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đức Pháp Tính, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ con kính đảnh lễ cô Tu Nữ Tiểu Duyên. Dạ con xin đọc và kể câu Pháp Cú số 235. Dạ. Bà đu bà la sô quá đà ni si ni si yá má phú rí sa bí chá tăng u pá thà tí tà u dô gầm mú khê chá tí thá tí bà thầy dân bí chá tê na quý chá tí. Người nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ người. Người đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thân người chiếc lá úa tàn, hãy đau diêm sứ, hãy đau diêm sứ hiện đang đứng chờ. Thân ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Dưới Đức. Bà đủ ba lang sù quán đà ni si Yá ma pu ri sa pi cha tăng u thi ta U yô ga mu khe cha ti tha si thay gia dân bị cha tê na quy cha ti ba đô pa la su quan đa ni si ya ma bu ri sa pi cha tăng u pa thi tăng u yo ya mu khe cha ti tha si ba thấy yam bi cha tê na vi cha ti ba đu pa la su wa da ni si ya ma bu ri sa pi cha tăng u pa si tăng u yo ga mu khe cha ti tha si ba thấy ya pi cha tê na vi cha ti người nay giống lá héo diêm sứ đang chờ người. Người đứng trước cửa chết đường trường thiếu tư lương. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thân người chất lá úa tàn, hãy đau diêm sứ hiện đang đốn chờ. Than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và Tâm Phương kính mời chị Sương Mai ạ. Cảm ơn chị Tâm Phương. Dạ con Sương Mai. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Còn kính lễ chị Tối, còn kính lễ chị quý bà quý cô tu nữ. Và Sương Mai kính chào chị quý cận sự. Sương Mai xin đọc Pháp Cú 235. Bàn đú bà lá sô bà lá bá lá sô đà ní đá ní xí già má u rí xà bít giá tề u bá thít thà ví dụ gá mú khề giá thít thá xí bá bá thầy gầm bí giá tề ná quý giá tí bàn đú bà lá sô đá ní xá già má u rí xà bít bì bi chá tề thiết thà quỳ dồ góa múc khề chá thiết thà thá xí bát thề dầm bí chá tề nà quý chá tí bàn đủ ba la sô hòa đa ni xí giá ma nu ri xà bi chá tề u bá thiết thà quỳ dồ góa múc khề
cha ti ta si ba thay yam pi cha tat cha te na vi cha ti ba nu ba la so wa di da ni si ya ma pu ri sa vi cha te u ba ti ta vi yo ga mu khe cha tat cha ti ta si ba thay yam pi cha te na vi cha ti. Như Lai giống lá khô, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu, thân người chiếc lá úa tàn. Hai đao diêm sứ hiện đang đón chờ. Than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Và bản chuyển ngữ hòa thượng Giới Đức. Xin mời kính mời cô Kim Nhung ạ. Alo ạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Trần Đạo, cảm ơn chị Rạng Đông, chị Nhật Huỳnh, chị Hoa Nguyệt và chị Tâm Phương cho em biết tín hiệu ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Sư Minh Hạnh, con kính lễ Sư Pháp Tín, con lễ Sư Tịnh Đạt, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, con kính lễ cô... các anh các chị ở trong đạo tràng, con xin đọc kinh Pháp Cú số 235. Bàn đu ba là sổ qua đà ni si ya ma bu ri sa bi cha tằng u ba thi tà vì yo ga mu khề cha ti tha si bà thầy giảm bi cha tề na quê cha ti bàn đu ba là sổ qua đà ni si ya ma bu ri sa bi cha tằng u ba thi tà vì yo ga mu khề cha ti tha si bà thầy giảm bi cha tề na quê cha ti bàn đu ba la sổ qua đà ni si ya ma bu ri sa bi cha tằng u ba thi tà vì yoga mu khe cha ti tha si ba thầy giam bi cha tê na vi cha ti bàn đu ba la so wa đa ni si yama burisa bi cha tang u ba thi ta vì yoga mu khe cha ti tha si ba thầy giam bi cha tê na vi cha ti. Ngươi nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương, là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Thân người chiếc lá úa tàn, hái đao diêm sứ hiện đang đón chờ. Than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương, là bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Dạ, xin kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, kính cảm ơn huynh Watthana Dabos bài ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô nữ cùng quý đạo hữu trong gum. Con xin đọc ôn bài của Pháp Cú số 235. Phan đú phá la sô quá đa ní xí giá má số ý xà bí chá tăng ú phá thí tà vi vô giá mú khê chá thiết thá xí ba thầy dâm phí chá tê ná quyết chá tí. Ngươi nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Thân người chiếc lá úa tàn,
Hái đao diêm sứ hiện đang đốn chờ. Than ngồi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức và Cẩm Dân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Quỳnh Quách Thanh Á, Xích Nhật Quỳnh. Dạ, Cẩm Dân mời nhé. Dạ, mến mời Nhật Quỳnh. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Cẩm Vân rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cúng chư Tôn Đức vừa Quang Nam Giao Đạo Tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa Giao Đạo Tràng. Hoa Nguyệt xích Rạng Đông, xích Tràng Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, xà thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Sương Mai, Cẩm Vân, xích Kim Nhung, xích Tâm Phương, cô Bát Tha Na, xích Trần Đạo, xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ, đã hoan hỷ lên kệ kinh câu pháp cứu kinh số 235. Dạ, bây giờ thì chúng con đã đến giờ học bài mới là câu pháp cứu kinh số 236. Trước khi chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt thuyết giảng bài học ngày hôm nay, Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đám tâm thành cung thỉnh pháp sư. Dạ, cảm ơn Vinh Bát Thanh Á cho bài học. Nam mô Bích Tha Gia Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Nam mô Ta Sa Phật Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vừa ngày dời chân sang. Thủy pháp đổ ca hàng đệ tử, có năm thầy thính từ. Đó là nhóm kiều chẳng như a được nếm hương vị hư dư niết bàn. Thầy từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Chẳng thối không mòn ai những điều hằng còn năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn y, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 236. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui đi tiến hóa. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Nãy giờ đường nghe con rất là trục trặc mà bây giờ sư nghe được, con rất là hoan hỷ. Dạ, kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được liên tục không bị gián đoạn. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giác. Nhờ quý vị có nghe được âm thanh tín hiệu. Dạ, xin cảm ơn cô Như Quỳnh, cô Rạng Đông, cô Trần Đạo. Dạ, cảm ơn quý vị. Bởi vì hiện tại tại chùa Tứ Phương Tăng đang bị mất điện, nhà điện nó cúp, cho nên đang sử dụng mạng 3G, 3G. Hy vọng là cái sẽ duy trì được cho đến cái lúc kết thúc buổi học hôm nay. Dạ, quý vị nghe rõ được thì rất là tốt ạ.
Trước khi đi vào bài học mới thì xin kính thỉnh chư tăng ni quý Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi Svākhāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Supatipanno bhagavato sāvakasaṅkho Sankhang Namami. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề, chúng ta hôm nay sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 236 trên 423 câu. Và con điện rồi quý vị, chư thiên cho ánh sáng. Tình Đạt đang đốt ngọn đèn cày để mà soi kinh sử đây, hên quá có điện lại. Chúng ta học hôm nay là câu pháp cú kệ ngôn số 236. Câu pháp cú kệ ngôn này nằm trong nhóm câu pháp cú 4 câu 235, 236, 237 và 238. Duyên sự của 4 câu pháp cú này, Đức Phật ngày thuyết tại Chetavana đề cập đến người con trai của ông Hàng Bò. Thì câu pháp cú 235, 236 cũng như là 237, 238 có cùng duyên sự. Cho nên quý vị đã được nghe cái duyên sự của vị giảng sư thuyết cái buổi giảng hôm trước. Tuy nhiên, trong cái duyên sự ngày hôm nay, Tịnh Đạt cũng muốn nhắc lại và nhấn mạnh một số vấn đề liên quan tới cái duyên sự. Và sau đó chúng ta sẽ đi đến cái ý nghĩa của cái kệ ngôn của Pháp Cú. Và duyên sự hôm nay thì nhắc đến liên quan đến con trai của ông Hàng Bò. Hàng Bò hay là bây giờ chúng ta có cái những cái chỗ mà chuyên làm thịt những con heo, con bò, con gà, con vịt đó quý vị. Hay là xưa nghe nói là người ta hay gọi là lò sát sinh. Những cái nơi mà chuyên để mà nhận mua những con thú ở các nơi về để mà giết mổ và đem ra chợ bán. Thì câu chuyện bắt đầu từ cái ông chuyên về việc giết mổ bò. Nhưng mà câu pháp cú này lại không liên quan tới cái ông này. Cái ông này thì ổng cái duyên sự nhắc đến gần như là 2/3 cái duyên sự, nhưng mà câu pháp cú lại không có liên quan. Không liên quan, thực sự là không có liên quan nhiều. Nó ít nhiều có liên quan nhưng mà không có trọng tâm là cái ông, cái người mà làm, cái người mà giết mổ bò, mà lại liên quan đến người con trai của ông giết mổ bò. Mình kêu là ông nghề đồ tể ha. Thì nhắc lại tí xíu thì cái ông này ổng còn do cái ác nghiệp là ổng giết hại những con thú đó. Thì chúng ta là cái người Phật tử học đạo thì chúng ta biết là cái nghề đó là nghề bất chánh. Nuôi thú bán cho người khác ăn thịt, hay là mình tự tay mình giết bán cho người khác ăn thịt, đó là cái việc làm không có chân chánh. Thì quý vị biết là việc làm không chân chánh thì nó sẽ có cái hậu quả rất là đau thương. Ngay cả cái việc mà làm chúng ta có cái lợi nhuận không chân chánh, có cái lợi nhuận từ cái việc làm không chân chánh đó, ban đầu thì chúng ta thấy là rất là nhiều cái lợi nhuận. Nhưng mà cái lợi nhuận nó đôi khi nó làm mờ mắt và chúng ta bị cái khổ cảnh
ngay trong cái lúc mà sa cơ thất thế và những cái lúc mà cận tử lâm chung, và cuối cùng là tái sanh vào cái khổ cảnh. Cũng giống như là quý vị thấy nhiều cái trường hợp gia đình gia đình chăn nuôi tôm, chăn nuôi ao cá có lợi nhuận hàng tỷ đồng, hàng tỷ đồng. Có nhiều người ta đặt cái dấu hỏi tại sao mà làm những cái nghề bất chánh, tức là kiếm lợi trên sinh mạng của chúng sinh khác, lại có lợi nhuận cao và lớn như vậy. Như vậy Phật giáo nói là làm nghề bất chánh sẽ bị đau khổ, có đúng hay là sai? Dạ. Nhưng mà quý vị hãy nhìn tương lai và cái kết quả, hay nó đúng hơn là cái hậu quả của những cái trường hợp như là tôm bệnh, cá bệnh hay là nước ngập mặn, vân vân. Nếu mà làm một cái nghề khác thì những cái thiên tai đó nó sẽ không ảnh hưởng đến cái lợi nhuận hay là cái cuộc sống. Nhưng mà chính vì cái nghề mà nuôi tôm, nuôi cá vân vân, nuôi gà, nuôi vịt, những cái dịch cúm, những cái thiên tai nó ập tới, thì chính cái nghề nghiệp đó, sanh nghề tử nghiệp, thì cái nghề nghiệp đó nó lại nhấn chìm cái gia đình này xuống. Vốn thì hụt thì vơi, lợi thì không có, mà nợ ngân hàng thì ngập đầu. Cho nên lúc đó thì chúng ta mới nhìn nhận ra, ngộ ra là à, chính cái nghề nghiệp này, bất chánh này, nó mang lại cái đau khổ ngay trong cái hiện tại, và chắc chắn nó sẽ mang cái đau khổ trong tương lai. Và cái ông đồ tể, người làm giết mổ bò này, ông ta bị cái đau khổ là ngay trong cái lúc mà hiện tại đó, ông ta bị cái cơn đau đớn quằn quại, bị trả quả khi mà ông cố sát để mà cắt sống cái lưỡi con bò làm thức ăn. Về cái nghiệp đó trổ quả mạnh đến nỗi mà ông phải bị đau khổ giống như là mất cái chiếc lưỡi. Và ngay trong cái lúc đó thì may mắn cái người mẹ đó, cái người vợ đó, thì hai vợ chồng có một đứa con. Thì cái người vợ thấy cái cảnh như vậy á, thì tôi nghĩ là người vợ này chịu đựng cái cuộc sống này thôi, nhưng mà có một cái hướng nhìn khác. Cho nên khi mà thấy cái cảnh quằn quại của ông chồng bị đau khổ như vậy đó, mới khuyên cái người con trai. Thì suy nghĩ là người con trai này tầm khoảng 16 tuổi, thanh niên mới lớn, thì người mẹ mới khuyên người con trai hãy bỏ đi, hãy bỏ chạy đi, đi tìm cái xứ khác mà học nghề nghiệp mà sinh sống, chứ đừng có theo cái nghề của ba con. Đừng có theo cái nghề của ba con thì kết quả nó rất là thảm khốc. Nhưng còn mẹ thì bổn phận của vợ thì phải ở lại, chứ không thể nào bỏ cha con như vậy được. Thì người con mới nghe cái lời khuyên của mẹ, mới cuốn gói mà bỏ đi xứ khác. Thì ở trong chú giải này thì nhắc tới là cái người con trai đó, và bắt đầu chúng ta sẽ đi thấy là cái duyên sự bắt đầu nó dính líu tới cái người con trai. Người con trai này đi đến thành Takasila, là cái nơi rất là nổi tiếng về học thuật, về nghề nghiệp, về đào tạo những cái tay nghề giỏi, và nơi tập trung những cái vị thầy lỗi lạc danh tiếng. Cho nên tới bây giờ ở bên Biến Điện đó quý vị, trường đại học University, thì tiếng Biến Điện gọi là Takatu. Takatu là lấy từ cái gốc Takasila. Quý vị qua Biến Điện quý vị nói là tôi đi Takatu, Takatu Tome, Takatu Janme, thì taxi nó tự ơn nó biết là nó sẽ chở đến nơi cho quý vị. Quý vị khỏi cần nói chỗ nào hết. Nơi mà các trường mà các sư học đó, trường
Đại học Truyền giáo Quốc tế Nguyên Thủy tại Miến Điện ở Yangon. Các quý vị xuống máy bay, quý vị nói là tôi muốn đi đến trường đại học Theravada, Theravada Takatu, là taxi nào họ cũng biết hết. Theravada Takatu Tome là ai cũng biết hết. Thì cái Takasila này là một cái nơi để đào tạo nhân tài, cũng như là nơi tập trung những cái vị thầy lỗi lạc nổi tiếng. Thì cái người con trai của cái người đồ tể giết bò bỏ nhà ra đi để mà không phải tìm đường cứu nước mà tìm đường thoát cái gia đình, cái cộng nghiệp với người ba của mình, tìm đường để mà học nghề, để mà có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì khi mà đến Takasila rồi á, thì anh chàng này rất là cố gắng để mà thành thạo cái nghề thợ bạc. Và chính cái người thầy đó cũng rất là nhiều lần để thử thách và xác nhận rằng cái anh chàng này đã thuần thục nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, thuần thục một cái nghề thợ bạc. Và ông đem lòng quý mến và gả luôn cái cô con gái của mình cho anh. Quý vị thấy là cái việc ăn học nó mang lại cái lợi ích nó to lớn như vậy. Được nghề mà được vợ nữa. Dạ. Yeah. Thì câu chuyện nó bắt đầu từ đây. Khi mà cậu con trai, cái cậu này đi đến Takasila học nghề, được vợ và làm ăn khá giả, trở thành một cái vị triệu phú tại Takasila và sanh ra những người con. Những người con của cái người thợ kim hoàng, những người con của người thợ kim hoàng cũng theo cái nghề của ba là thợ bạc, nhưng mà không sống chung ở thành phố mà sống ở thành phố, đi về cái thành phố Sâu Bách Thi, là nơi gần với lại chùa chiền, có chư tăng, có Đức Phật. Thì những người con của thợ kim hoàng đó, tức là cháu đời thứ nhất đó, cháu nội của ông đồ tể giết bò đó, nè, lớn lên và sinh sống tại thành Sâu Bách Thi và may mắn là có đức tin với Tam Bảo. Khi có đức tin với Tam Bảo rồi đó, dạ, thì mới nghĩ lại cha của mình. Cha của mình có địa vị, có danh tiếng, có đầy đủ các cái vật chất mà mọi người khác có thể mong muốn mà chưa có được. Nói chung là có một cuộc sống đầy đủ, giàu sang. Nhưng mà tiếc thay là ba của mình không có đức tin ở Tam Bảo, không biết làm phước, không biết để dành cái việc mà công đức cho cái đời kế tiếp. Cho nên những người con này mới bàn với nhau là cung thỉnh chư tăng và Đức Phật làm trai tăng, làm phước để mà chia cái phước này, hướng cái phước này về cái người cha của mình đã già yếu rồi. Mong rằng những cái phước làm những cái phước báo mà cúng dường thực phẩm đến Đức Phật và chư tăng sẽ mang lại cái lợi ích, cũng như là mang lại cái niềm tin, mang lại cái cuộc sống tốt đẹp hơn ngay trong cái thời gian già yếu, thời gian lão niên, và có thể mang lại cái kết quả tốt đẹp hơn trong cái cảnh giới tái sanh, bởi vì những người con này có niềm tin nơi Tam Bảo. Và ngày hôm đó, cái ngày mà Đức Phật và Chư Tăng đến nhận bát và thọ thực xong cái lễ trai tăng, thì các khi mà Đức Phật ngài chuẩn bị sách tấn cũng như là phúc chúc cái phước báo đó, thì những người con này tắc bạch là những công đức hôm nay chúng con cùng tạo nơi đây, chúng con đồng tâm để mà hướng đến ba của chúng con đã già yếu, mong rằng những cái phước báo này nâng đỡ cuộc sống của ba trong cái thời gian lão niên, trong cái tuổi già xế chiều, được cái mạnh khỏe, được cái an vui, và cái phước báo này nâng đỡ cho cái kiếp tái sanh của ba cũng được cái sự tốt đẹp.
Và khi đó đó, thưa quý vị, Đức Phật ngài đã phúc chúc đến cho người ba này, người thợ kim hoàn đó. Ngài phúc chúc bằng cái câu kệ này, bằng cái câu kệ số 235 và 236. Hôm nay xin lỗi quý vị là hôm nay chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn, chúng ta quên đi về cái ngữ vựng. Dạ, xin lỗi quý vị, để đọc qua cái câu kệ nào xong chúng ta sẽ quay lại cái ngữ vựng nếu quý vị cần. Thì câu kệ số 236 có nội dung như sau: So karo hi di pa matano khipang wa yama bandito pawa nithanta malo anangano tipang ariya phu ming ubehisi. Hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu quế thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. Đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quý vị cho ý kiến à, quý vị bây giờ chúng ta sẽ đi lại có cái phần ngữ vựng nha. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái bài học. Tại vì ban đầu Tịnh Đạt định là nhắc lại cái duyên sự, xong đó cho sẽ học bài mới. Nhưng mà khi mà bắt đầu vào duyên sự thì nó đi vào bài học luôn. Không biết quý vị có cần chúng ta có cần quay lại cái ngữ vựng hay không ạ? Thôi chúng ta cứ đi theo cái bài học bình thường, chúng ta sẽ quay lại cái ngữ vựng một chút xíu. Ngữ vựng ngày hôm nay 236 có những cái từ như sau. Cái câu thứ nhất đó là So karo hi di pa matano. So là ngươi, là cái người đó đó, cái người thứ ba đó quý vị. Cái này là so, tại vì chúng ta có cái động từ karo hí, đó là đối với chủ từ số thứ hai, số ít. Chữ so đây có nghĩa là gì ha? So toan không phản được. Cái động tiểu tự ở đây là toan thưa quý vị, toan karo hí. Chính ngươi ở đây là chữ toan á. Karo hí là hãy tạo, hãy làm. Di pamatano ghép, từ ghép bởi hai từ di pang và atano. Di pang là hòn đảo, atano là chính mình. Đi băng Atano. Và câu thứ hai đó là Khip băng Vajama Bandito Phawa. Khip băng là nhanh chóng, cấp tốc. Vajama là tinh cần. Vajama là tinh cần. Chúng ta có cái từ hay quen thuộc là Sammavajama, là chánh tinh tấn đó, trong bát chánh đạo. Bandita, bandito là bậc trí, bậc hiền trí. Phawa là trở thành hay là trở nên. Rồi câu thứ ba, Nithanta malo anangano. Nithanta malo anangano. Nithanta malo ghép hai từ là Nithanta, rũ bỏ hay là tẩy trừ. Nithanta là rũ bỏ hay là tẩy trừ. Malo hay là mala, cấu uế hay là vết nhơ. Anangano, anangano là không còn,
không còn cái tì vết nào hết, không còn tì vết. Nó có từ là ná cộng với lại ăn cá ná. Khi mà chữ ná đứng trước nó gặp một cái nguyên âm thì nó sẽ đổi thành chữ a ná. Ăn cá ná. Không còn tì vết. Dạ. Câu cuối cùng là đi băng Ariya Phu Minh Upe Hisi. Nè, chỗ này là chúng ta Upe Hisi nó nằm ở động từ ngô thứ hai số ít, chữ toan bị ẩn đó quý vị. Ngươi, toan là ngươi. Điếp băng là cõi trời. Điếp băng là cõi trời. Ariya Phu Minh là kết hợp giữa hai từ Ariya và Phu Mí. Ariya là bậc thánh, Phu Mí là lãnh địa hay là lãnh phận, địa phận đó. Nhà địa giới, vân vân. Upe Hisi, Upe Hisi, Upe Hisi là đi đến gần, bên trên, đi đến gần đó, đi đến gần. Nhà Upe Hisi thì đi đến gần, nó từ từ Upa cộng với lại căn ý là đi, Upa là hướng lên trên, Upa Upe Hisi là đi đến gần. Dạ. Bản dịch của ngài Indra Chân Đá Chánh Thân thì ngài dịch là chính ngươi hãy tạo hòn đảo cho bản thân, hãy cấp tốc tinh cần, hãy trở thành bậc trí có cấu uế đã được rũ bỏ, không còn vết nhơ. Ngươi sẽ đi gần lãnh địa thuộc cõi trời của chư thánh. Dạ. Còn của Hòa Thượng Giới Đức tự xây hòn đạp nương, tinh cần gấp rút dọn đường tệ truy, gỡ bao nhơ bận ngu si, mở cửa thánh địa đi ra đi nhẹ nhàng. Dạ. Nam mô Bổn Sư. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái phần ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này, số 236. Con xin lỗi chư tăng và các vị, bởi vì cúp điện trục trặc tí xíu cho nên cái bài học chúng ta hơi bị đảo lộn, không giống như là những cái buổi giảng hôm trước. Sau cái phần chúng ta đi vào ngữ vựng thì chúng ta sẽ học một duyên, thì cái duyên sự thì Tịnh Đạt đã thưa quý vị rồi. Trong cái duyên sự này có hai điều mà Tịnh Đạt nghĩ là cần nhấn mạnh, có hai điều cần nhấn mạnh. Hồi nãy duyên sự chúng ta đi hết chưa hả? Chúng ta đi cái duyên sự chúng ta đi đi đến việc mở đúng rồi, Đức Phật ngày thuyết lên cái câu kệ ngôn để nhắc nhở, để mà xích tấn. Và sau cái câu kệ ngôn đó thì các ông thiện nam, tức là cái ông mà thợ kim hoàng đó, cái ông đang trong cái tuổi già đó, ông chứng được quả tu đầu quờ. Rồi chúng ta kết thúc tại đây, chúng ta sẽ nói đến hai cái điểm chính. Cái điểm thứ nhất đó là cái việc mà những người con của thợ kim hoàng có một cách báo hiếu rất là tuyệt vời. Có một cách báo hiếu rất là tuyệt vời. Và cái điểm thứ hai mà Tịnh Đạt nghĩ là quý vị cũng nên để ý, đó là cái cách Đức Phật ngày chia phước hay là Đức Phật ngày sắp tấn sau cái buổi lễ trai tăng. Đây là một cái điểm rất là hay mà chúng ta cần phải học từ Đức Phật, đó là cái việc sắp tấn
theo yêu cầu của các thí chủ sau cái buổi lễ cúng dường. Thì quay lại cái điểm thứ nhất, đó là cái việc báo hiếu của những người con đối với bậc sinh thành. Đề nghị như thế nào là cái việc người con có hiếu với cha mẹ theo cái lẽ thường ở ngoài xã hội? Một người con có hiếu với cha mẹ đó là người con ngoan nè, học giỏi nè, có nghề nghiệp, có địa vị ngoài xã hội nè, rồi không chăm sóc cha mẹ, không có nặng lời lớn tiếng với cha mẹ. Đó là cái mẫu mực của cái người con, cái người mà với cái bậc sinh thành là cha, là mẹ, là ông, là bà của mình. Đó được cho là cái người có đạo đức, người có hiếu với ông bà cha mẹ. Thưa quý vị, trong Phật giáo cũng không ngoài những cái ý nghĩa đó, nhưng có một cái tầm tế nhị hơn. Khi quý vị hiểu được cái lẽ báo hiếu trong Phật giáo thì quý vị không còn trách những cái vị đi tu, những cái vị xuất gia rồi bỏ gia đình, hay còn gọi là bỏ cha bỏ mẹ mà đi vào chùa xuất gia đó. Thì quý vị không còn trách những cái vị xuất gia này là những vị bất hiếu. Nếu chúng ta không có cái việc mà thấu hiểu cái chữ hiếu trong đạo Phật thì chúng ta sẽ đôi khi chúng ta sẽ trách tại sao cha mẹ nhà già yếu, không ai chăm sóc cha mẹ nhà, không ai làm việc thế, công việc nặng nhọc, rồi đau ốm không ai lo thuốc thang, mà ở đi nơi khác, ở trong chùa không có quan tâm, không có chăm sóc, là như vậy thì nhưng mà cái bổn phận với cha mẹ thì không có ngó ngàng, như vậy giống như là một người con không có hiếu đối với cha mẹ. Thưa quý vị, lần Đức Phật ngày dạy cái bổn phận của người con đối với cha mẹ đó, nó có năm bổn phận của người con đối với cha mẹ. Thì cái điều này quý vị đã từng nghe rất là nhiều rồi. Bổn phận con đối với cha mẹ, lúc mà cha mẹ còn sinh tiền đó, thì chúng ta quan tâm chăm sóc, chúng ta làm việc thay thế cho cha mẹ, chúng ta giữ giao phong nề nếp, không có bị gây tai tiếng ảnh hưởng đến cái danh giá của gia đình và khiến cho cha mẹ phải khổ nhọc buồn lo. Và khi cha mẹ qua đời thì ta làm những công đức để mà hồi chia phước, nguyện cầu cho cha mẹ được tái sinh vào những nơi nhàn cảnh. Nhưng mà bao nhiêu đó thì vẫn chưa đủ nói lên tất cả những cái tấm lòng hay là chữ hiếu đối với cha mẹ. Ồ, lại cúp điện. Quý vị trên nguyện cầu cho chư thiên giữ gìn mạng cho tốt tí xíu tới cuối giờ. Ở trong kinh Trung Bộ, quý vị, bài kinh Thananjani. Bài kinh Thananjani có đề cập đến cái việc mà phụng dưỡng cha mẹ. Thì này, ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất có hỏi thanh niên Thananjani một cái câu: này thanh niên Thananjani, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một người vì cha mẹ các điều phi pháp là các điều bất chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, ai tốt hơn? Chúng ta phân tích từ cái việc mà phụng dưỡng cha mẹ
rồi chúng ta sẽ đi đến cái việc mà phụng dưỡng chữ hiếu với cha mẹ một cách tốt đẹp nhất ở trong theo tinh thần Phật giáo. Thì sau cái câu hỏi đó, thanh niên Thananjani trả bạch tôn giả Sariputta: người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp. À, thưa tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Và ngài Sariputta kết luận rằng: này Thananani, có những hành động khác cá nhân đúng pháp, với những hành động này có thể phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm được các thiện lành. Người đã làm các ác để nuôi dưỡng cha mẹ cũng không thể nào tránh khỏi quả báo của những hành vi bất thiện của mình. Vì như vậy, không thể lấy lý do nuôi dưỡng cha mẹ để tự cứu mình và để bào cho những hành động bất chánh của mình. Thì kinh này nói lên cái việc là có những cái trường hợp chúng ta biện viện lý do là nuôi dưỡng cha mẹ, chúng ta đi mò cua bắt cá, chúng ta đi cướp giật, chúng ta đi sát sanh, chúng ta đi buôn bán những cái vật quốc cấm vân vân, để mà lấy tiền trang trải chữa bệnh cho cha mẹ chẳng hạn. Thì theo cái lý của thế gian á, thì có thể chấp nhận, và đôi khi ra ngoài phiên ngoài đó thì đôi khi người ta cũng suy xét đến cái tình cái lý để mà ta giảm án. Nhưng mà thưa quý vị, là đối với nghiệp báo nhân quả thì không có cái bản án nào mà giảm theo cái lý hay cái tình hết, mà xét đến cái phương diện là tâm, động lực tâm, hành động mà kết quả ngay tức khắc liền. Anh vì cái lý do gì đó để mà anh sát sanh, anh vì cái lý do gì đó để mà anh sát sanh, anh vì sợ, hay là anh vì sinh nhai, anh vì cái miếng ăn ngon, hay là anh vì cha mẹ, cái lý do chính đáng và lý do không chính đáng nó cũng không có cản, nó không có bớt, nó không có giảm, hay là nó không có được tính là bỏ đi đối với nghiệp báo nhân quả. Chính vì lý do đó, khi mà chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ, chúng ta nuôi bằng cả tấm lòng và cái khả năng có thể trong tầm tay của chúng ta. Và cái điều kiện ngay thì hiện tại bây giờ đối với việc không quá khó để người con phụng dưỡng cha mẹ. Và đôi khi chúng ta không còn khả năng nữa thì chúng ta sẽ kêu gọi những cái tấm lòng hảo tâm của những cái tổ chức, của nhận, của những cái thiện nguyện nhóm từ thiện vân vân, để mà chúng ta có một chút ít đường gạo mắm muối, chút ít tịnh tài để mà lo lắng cho cha mẹ. Không cần thiết là chúng ta phải đánh đổi cái việc làm, mà chúng ta phải đi làm những cái việc phi pháp để mà kiếm cái đồng tiền vì lý do nuôi dưỡng cha mẹ. Bởi vì chính cái đồng tiền đó, những cái nghiệp bất thiện đó, sau khi chúng ta bị thân ngoại mạng chung, chúng ta chết đó, thì lúc đó chúng ta không thể nào giải thích với lại diêm vương hay là ngạo chúng sanh, những cái chúng sanh mà hành hạ những cái người làm ác đó. Tôi làm cái việc đó vì cha mẹ tôi chứ không phải vì tôi, không thể nào được thưa quý vị. Giống như vậy, cũng trong bài kinh Trung Bộ Kinh đó, Thananjani, ngài Sariputta ngài mới nói là: nhà ngươi nghĩ thế nào, ở đây có người vì cha mẹ làm phi pháp, làm các điều chánh bất chánh, do nhân duyên làm các điều bất chánh, các quân địa ngục quăng kéo nó vào địa ngục, nó có làm được gì khi nó nói tôi vì cha mẹ mà làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có để các quân địa ngục kéo tôi vào địa ngục. Thì không thể nào nói như vậy được.
Dạ rồi, đó là cái lý giải cái việc phụng dưỡng cho cha mẹ, cái phương cách nào là cái phương cách và cái phương cách nào là cái phương cách không nên làm đối của người con. Chúng ta tìm cách để nuôi dưỡng cha mẹ. Rồi, cái phương pháp của Đức Phật, Ngài dạy cái cách báo hiếu của một cái người con mà cần và phải nên làm đối với cha mẹ như sau. Trong trong Tăng Chi Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, tập 1, Tăng Chi Bộ Kinh tập 1, Đức Phật Ngài có đề cập đến cái cách nhớ ơn và đền ơn cha mẹ. Đức Phật Ngài dạy rằng những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ với các của cải, vật chất, tiền bạc, thời không bao giờ đủ để trả ơn cho cha mẹ. Có đó, nhưng mà chưa có đủ. Nhưng, này các tỳ khưu, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú vào thiện giới, đối với cha mẹ sang tham, khuyến khích, hướng dẫn an trú vào bố thí, đối với cha mẹ theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn an trú vào trí tuệ, cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha. Và một cái đoạn kinh rất là quan trọng. Quan trọng cái điểm đó là chúng ta tạo ra của cải, chúng ta mua thực phẩm ngon, bổ dưỡng, chúng ta mua những sấp vải tốt, mát, đẹp để mà may những cái bộ đồ quý giá để mà chúng ta tặng cha mẹ, thì đó là tất cả các tấm lòng của người con. Nhưng nó chưa đủ theo tinh thần của Phật giáo. Đó là làm sao để mà hướng dẫn, khuyến khích để an trú cho cha mẹ vào tam bảo, vào niềm tin đối với Phật, có niềm tin đối với giáo pháp, có niềm tin đối với chư tăng. Quan trọng hơn đó là hướng dẫn cho cha mẹ hiểu về nhân quả nghiệp báo, tránh điều dữ, điều ác, làm các việc lành. Đối với cha mẹ khó biết bố thí, không có biết xả tài, ly tham, thì làm sao khuyến khích hướng dẫn cho cha mẹ có được cái việc mà chúng ta có thể xài ly tham để mà bố thí cho người ăn xin, cho người vô gia cư, cơ nhở, cho chùa, cho tâm bảo. Đó là một cái điều rất là ý nghĩa. Tại sao cái điều này nó quan trọng và ý nghĩa? Thứ nhất, khi đã hướng dẫn được cha mẹ hiểu về nhân quả nghiệp báo, tránh được cái con đường đọa xứ bốn đường ác đạo. Bởi vì cha mẹ không làm ác thì không có bị quả khổ đau. Và sau khi hướng dẫn cho cha mẹ có lòng tin ở tâm bảo rồi, thì cái người con đó tạo điều kiện cho cha mẹ làm các cái điều lành. Và chính các cái điều lành này sẽ làm hành trang tư lương trong cái cảnh giới tiếp theo, trong cái vòng sinh tử luân hồi. Cho nên cái điều đó là một cái điều rất là khó làm đối với người con báo hiếu đến đối với cha với mẹ. Và khi cái người con nào làm được cái điều này, đó là một cái người con báo hiếu một cách tuyệt vời so với những cái người con có những cách báo hiếu. Mà khi chúng ta hiểu được cái điều này đó, giống như ban đầu Tịnh Đạt có trình những quý vị đó, khi chúng ta hiểu được cái điều này nó quan trọng, nó quý giá, thì chúng ta sẽ không còn cái tâm là trách móc đối với những cái vị xuất gia. Không phải là chúng ta đi những cái vị xuất gia
là những cái vị mà bỏ cha bỏ mẹ, không có lo chăm sóc, mà những cái vị đó có thể còn tính toán lo xa hơn nữa, không phải những cái kiếp này không, mà còn những cái kiếp tái sanh. Những cái kiếp tái sanh sau chưa hẳn là cha là mẹ, nhưng mà ngay trong cái thời điểm này chúng ta có thể khuyến khích hướng dẫn cho cha mẹ có lòng tin bỏ ác làm lành, thì đó là một công đức hướng dẫn cho một chúng sanh quay đầu về cái thiện pháp. Chúng sanh đó có ân đức sinh thành thì chúng ta phải có những cái cố gắng nhiệt tâm và tìm mọi cái phương cách để mà giúp đỡ chúng sanh đó. Còn như chúng sanh không phải là bậc sinh thành thì hữu duyên chúng ta tiếp độ, không có hữu duyên thì chúng ta tiếp độ những cái chúng sanh hữu duyên khác, chứ không có vì chúng sanh đó không hữu duyên với mình mà cũng không phải là bậc sinh thành của mình bỏ thời gian bỏ công sức cuối cùng cũng không có kết quả gì hết, mà đôi khi cái lực tu hành của mình cũng chưa có đủ, đôi khi nó sẽ phản tác dụng nữa. Cho nên việc giúp cho chúng sanh khác có được cái lòng tin làm đành tránh dữ là cái việc tốt, là việc nên làm. Nhưng đối với bậc sinh thành là cha là mẹ, dù có khó khăn cỡ nào thì chúng ta cũng phải cần phải cố gắng. Đó là thể hiện cái chữ hiếu. Mà chính vì vậy cái người xuất gia họ báo hiếu một cách rất là tinh tế nhị, chứ không phải là vật chất tới tháng lễ, ngày Tết, ngày lễ cho tiền, cho quà, cho quần áo như là cái thể hiện bên ngoài. Quý vị cũng hiểu cho cái việc như thế. Và cái điều nhấn mạnh một cái điều báo hiếu cho cha mẹ để dẫn chứng thêm quý vị một cái bài kinh nữa, để quý vị có cái dẫn chứng, quý vị mai mốt quý vị có thể tìm hiểu thêm. Đó là trong bài kinh Mangala Sutta 38 điều hạnh phúc hay là 38 điều lành, điềm lành Mangala Sutta chúng ta hay tụng đọc hàng ngày đó. Thì cái đoạn kệ thứ tư, Mata Pitu Upatthanang Buddhada Rasa Sankaho Annakula Chakamanta Etang Mangala Muttamang. Nết hạnh phụng dưỡng mẹ, nết hạnh phụng sự cha, tiếp độ vợ và con, những nghề chẳng làm, chẳng lận lộn nghiệp dữ, cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Cái việc phụng dưỡng cha mẹ là hạnh phúc cao thượng được nhắc đến trong cái kinh Mangala Sutta đoạn kệ thứ tư. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Xin một cái điểm, một cái bài kinh nữa thì để trích dẫn cho quý vị được tham khảo thêm. Và cái điều thứ hai, điểm nhấn mạnh thứ hai trong cái duyên sự này, chúng ta chưa có đá động gì đến cái câu pháp cú, chúng ta chỉ đi qua cái duyên sự. Cái nhấn mạnh thứ hai đó là cái nhấn mạnh cái cách mà Đức Phật ngài phúc chúc khi mà được chúng khi được tắc bạch những người con của người thợ kim hoàng đã tắc bạch bạch ngài, cuộc lễ trai tăng thí này chúng con làm để cầu an cho cha chúng con được sống lâu, xin ngài hoan hỷ tụng kinh phúc chúc cho cha chúng con. Đây quý vị hãy ghi nhớ cái duyên sự này để mà chúng ta hiểu một cách phải nói là khách quan nhất, và có thể mình chưa gọi là đúng đắn nhất nhưng mà khách quan nhất về cái cách mà chư tăng tụng kinh phúc chúc. Quý vị chúng ta đi chùa đó, chúng ta nghe là chúng ta tụng kinh phúc chúc, tụng cầu siêu, tụng kinh cầu an. Đôi khi chúng ta bị hiểu nhầm về cái danh từ, những cái từ ngữ cầu siêu, cầu an, phúc chúc, cầu nguyện vân vân. Và chúng ta sẽ đi về cái hướng là cầu nguyện nhiều hơn là cái ý nghĩa, cái lời kinh, cái lời kệ mà chúng tụng đọc. Cái điểm này là chúng ta hãy ghi nhớ, chúng ta ghi nhớ lúc chiều Tịnh Đạt có đọc cái duyên sự này thì rất là hoan hỷ. Giống như là một cái lần mà Tịnh Đạt chia sẻ với quý vị là cái lời cầu cầu siêu đó,
hay là cái lời chia buồn của Đức Phật đó, quý vị còn nhớ hay không ạ? Cách chia buồn của Đức Phật đối với gia đình bị có người thân mất mát, có người con bị qua đời. Thì hôm nay chúng ta sẽ được học cái cách mà Đức Phật Ngài phúc chúc, Ngài phúc chúc phước báo. Cũng giống như là hiện tại chúng ta đi vào chùa, chúng ta trai tăng làm phước, chư tăng tụng kinh phúc. Thì cái tụng kinh phúc chúc đó là cái gì? Hôm nay chúng ta học được chút xíu ha. Thì Đức Phật Ngài mới đọc hai cái câu kệ này. Phúc chúc xong Ngài đọc hai câu kệ. Phúc chúc xong này thiện nam, nay ông tuổi đã thọ, nay ông tuổi thọ đã cao, sân đã chín mùi như chiếc lá vàng, ông không có phước lành làm tư lương để sang thế giới khác, ông hãy tự nương nhờ lấy mình để gắn trở nên bậc hiền trí, đừng làm kẻ ngu si. Đó là cái lời phúc chúc của Đức Phật. Sau ngày Đức Phật Ngài mới ngâm lên hai câu kệ là một số 230 và 236. Cái gì thấy không biết quý vị ở ngoài xã hội, chúng ta đi đi đám tiệc nhiều đó, chúng ta đi những cái lễ như tân gia hay là một cái lễ mừng thọ, nhất là mừng thọ đi cho nó hợp tình hợp lý. Chỗ này mừng thọ là những cái vị mà niên cao lập trưởng đó, những cái người mà lớn tuổi đó, thì chúng ta hay là bản thân chúng ta hay là chúng ta có nghe cái người nào mà chúc tụng cái cách này hay không? Cái cách này hay không? Nó ông nó tuổi đã cao rồi, tuổi lớn rồi, sắp chết rồi, ông cố gắng làm phước đi, cố gắng tu đi, cố gắng hít thở, cố gắng tín niệm, cố gắng niệm Phật, tuổi sắp chết rồi đừng có ham gì nữa. Có ai dám nói vậy không ta? Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài đã nói lên cái gì thưa quý vị? Đó là cái phước báo, cái hành trang để mà tiếp tục con đường sắp tới. Và nó không đơn giản là cái hành trang, là cái phước báo, là cái cõi trời hay là cõi chư thiên hay là cái cõi người. Bởi vì nên nhớ là sau cái lời phúc chúc này, ông đạt được cái gì? Ông đạt được tu đầu quả, là bậc thánh hữu học bậc thấp. Thánh hữu học bậc thấp là dự vào dòng thánh đó, hay là gọi là dự lưu đó, ngày nhập lưu, dự lưu bốn bậc tu đầu quần. Quý vị thấy cái lời phúc chúc này nó mang lại kết quả thù thắng không? Phải nói là một cái lời phúc chúc ngắn gọn, xúc tích, và khi người nghe xong phải nói là một cái điều quá là lợi ích cho cái người nghe. Và chính vì cái điều lợi ích đó đó, Chư Tăng cũng học theo cái cách Đức Phật. Tức là sau cái giờ cúng dường thì Chư Tăng hay phúc chúc đến quý vị. Và quý vị đôi khi Chư Tăng cũng chính Chư Tăng mà tất cả chúng ta đôi khi chúng ta thuộc lòng, chúng ta làm theo cái nghi lễ, rồi chúng ta lại bỏ quên cái ý nghĩa, thì như vậy cái lợi ích nó bị giảm bớt rất là nhiều. Cái nghi lễ, nghi thức, cái hình thức bên ngoài, còn cái nội dung bên trong thì chúng ta không có để ý nhiều. Cái nội dung, chính cái nội dung nó sẽ mang lại cái điều lợi lạc. Và cái ông thiện nam này, ông được cái quả lớn, đó là chứng được quả tu đầu quần, một cái lời rất là nghe của Đức Phật. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, thì cái lời phúc chúc của Đức Phật á, cái lời phúc chúc của Đức Phật nó mang cái ý nghĩa xúc tích, đó là tẩy trừ cái của nội tâm. Và trong cái chú giải của Ngài Pháp Minh á, thì cái cậu tẩy trừ cấu quế của nội tâm á, để diễn tả đó là cái bậc Anaham. Cái bậc Anaham là tẩy trừ cái phiền não ái dục. Tẩy trừ phiền não ái dục và đạt đến cái đi đến thánh địa chư thiên. Ở đây đó là ám chỉ cho cõi trời tịnh cư, là cái cõi trời của cái bậc thánh Anaham. Những bậc thánh nào chứng được quả Anaham mà sanh lên cõi tịnh cư, Đức Phật ngày ngày thuyết cho đến bậc Anaham, nhưng ông này ông chứng tu đầu quần, coi như là
Đức Phật này cho thăng 10 điểm mà ông này được 7-8 điểm. Nói chung là khá giỏi thưa quý vị. Còn hai cái câu kệ sau 237-238 chúng ta sẽ được học á, thì chúng ta sẽ học một cái ý nghĩa, đó là cái bậc thánh A-la-hán trong những cái bài giảng sắp tới. Trong cái việc mà hãy tự làm hòn đảo để mà chuẩn bị cho cái tư lương, cái tư lương hay là cái hành trang của người đi xa, thưa quý vị, những cái người hành khất đi qua sa mạc, đi qua những cái nơi mà trải cả ngàn, 2-3 ngàn cây số đó, thì chuẩn bị cái tư lương, cái hành trang rất là kỹ. Giống như là anh có một anh chàng Phạm Đăng Khoa hay là anh Khoa gì mà anh chạy Honda từ Việt Nam đi qua châu Âu, đi qua châu Mỹ, đi qua những cái nơi trên thế giới đó, thì anh nói là anh chuẩn bị tầm khoảng 2-3 năm, chuẩn bị về học lái xe, học sửa xe nè, rồi học về kinh nghiệm đi xa, vân vân. Anh chuẩn bị rất là kỹ để cho cái chuyến đi vòng quanh thế giới bằng chiếc Honda của mình. Thì trong Phật giáo nhắc đến đó là cái nghiệp quả. Thì chúng ta phải cần phải tu lương cái hành trang của mình mà không thể nào mất đi, cũng không thể nào bị cướp đi bởi một cái thế lực nào hết, đó là cái phước báo. Cái phước báo nó nâng đỡ cho cuộc sống của mình. Mình nguyện phước báo là cái hành trang, nó nâng đỡ cho cuộc sống của mình khi mình gặp khó khăn, khi mình gặp những cái điều bế tắc. Cái phước báo đó nó sẽ hỗ trợ cho mình gặp được những cái quý nhân, những cái thuận lợi để mà giải quyết được cái khó khăn đó. Và cái phước báo đó nó nâng cuộc sống của mình sau cái thời cái thời sống kiếp hiện tại, chúng ta tái sanh vào những cái kiếp tương lai, chúng ta trở lại thành một con người, trở thành một con người thông minh sáng suốt, trở thành một con người có cái địa vị cao, trở thành một con người có ích trong xã hội, và sau khi chúng ta sẽ được sanh lên làm chư thiên trời để hưởng cái quả an lành. Đó là cái việc mà chúng ta chuẩn bị cái tư lương. Và cái thời chia sẻ trong cái buổi học pháp trên diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề chúng đây cũng vừa thích hợp với thời gian, kính chúc chư tăng chư ni cùng quý Phật tử chúng ta được cái nhiều an lạc và luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng cho cái hành trang chúng ta, hành trình trong con đường tích góp ba la mật, chúng ta sẽ sớm được ngày dứt bỏ những cái phiền não có quế trong nội tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô MC quay lại với chương trình diễn đàn. Kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học.